họ không liều, họ không xê xê họ không liều. Hát giang cuốn giang tặng hỡi thương nhau như cây dưới cành chẳng cánh xa nhau. Tình sinh tan tan tình sinh tan, họ không xê xê họ không liều. Cho ngày mai sáng đẹp tươi, cho lòng vui sướng bên nhau. Tình sinh tan tan tình sinh tan, họ không xê xê họ không liều. Chim này là bao nhiêu tiền? 4.000 quan, không thêm không bớt. Đưa về nuôi đúng 3 tháng 10 ngày mới được ăn. Chỉ cần ăn một miếng, tự khắc phú quý sẽ trùm thiên hạ. Hai đứa mua con chim xấu quắc này đó hả? Muốn mua chim sao không nói mẹ mua cho? Không đâu mẹ, con chim này không phải là con chim thường đâu. Nhìn thần thái của sư phụ á, có vẻ là sư phụ biết được một điều gì ảo diệu lắm đây. Ta vừa bấm độn, biết được ở phía nam có một con chim quý. Ai ăn thịt được con chim đó sẽ được lên làm vua. Ta sẽ tìm được nó sớm thôi. Qua đó con nghĩ đi. Mệt quá, nghỉ xíu đi, huynh mệt lắm rồi. Hai tên thanh niên trai tráng mà tại sao lại nằm ngủ mê man ở đây? Cả hai đều có tướng làm vua. Vậy thì ta phải mau mau đem về cung đình cho nó làm vua mới được. Nhưng mà như vậy thì dễ dàng quá đâu có được. Muốn được nể trọng thì phải được tôi luyện và chứng tỏ tài đức của mình thì thần dân nó mới nể trọng chứ. Như vậy á thì ta phải kiếm chỗ nào dầu sôi lửa bỏng. Ta thả hai chàng trai trẻ này xuống cho nó tôi luyện mới được. Hồ Biên! Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Ta đang nằm ngủ dưới gốc cây ở trên đỉnh đồi kia mà. Thiện ơi, Thiện, Thiện ơi, có ai nhà không? Có ai nhà không? Có ai nhà không vậy? Chào bá. Cậu là ai? Cậu tìm tôi có việc gì? Lão bá, con không biết tại sao con lại ở đây nữa. Con còn nhớ là con đi chung với một người em. Tôi nghe giọng cậu rất là lạ, không phải là người vùng này. Vậy cậu từ đâu tới đây? Con... Nhưng đây là đâu vậy lão bá? Đây là Tây Quốc. Hả? Tây Quốc? Ừ. Tại sao con lại lạc tới Tây Quốc? Cậu tới đây được bằng cách nào? Con cũng không biết nữa. Rắc rối rồi đây. Tôi thấy cậu chắc cũng là đổi lã rồi. Thôi bây giờ cậu ngồi đây đi, tôi vô tôi kiếm chút gì cho cậu ăn. Cũng không có gì nhiều đâu, đang mất mùa cho nên đói kém lắm. Loạn tới nơi rồi. Cậu ngồi đi. Dạ, đa tạ lão bá. Thank you.
đây là đâu? Đại Quân ơi, Đại Quân, Đại Quân, Đại Quân ơi, Đại Quân. Đại Quân, Đại Quân ơi, Đại Quân, Đại Quân ơi, Đại Quân. Đại Quân ơi, Đại Quân ơi, chạy đi. Chạy đi. Này này này, có chuyện gì vậy? Anh đi. Nè. Này 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 này. Này này, cho tao hỏi có bình chuyện gì vậy? Mày bình tĩnh, mau chạy đi, chết tới nơi bây giờ. Tại sao? Tại sao cái gì nữa? Chẳng tin. Chạy đi, chạy. Trời ơi, chạy đi. Coi, học trò Bạch Viện thư sinh mà cũng giỏi giang quá chứ. Con làm được mà, lão bá. Nhưng mà con ước gì có việc gì làm công để đổi gạo cho lão bá đỡ cực hơn. Con cũng thấy rồi đó, đói kém mất mùa, ai cũng khổ, đâu có còn làm được cái gì mà thuê mướn ai, đành phải lên rừng chặt củi bán thôi. Con ngồi ở đó chặt củi à? Chết tới nơi rồi, đi thôi. Ủa, đi đâu? Đi lên kinh thành đòi bọn gia lại, trả lại của cải cho dân nghèo. Tụi nó chỉ biết dơ vét tư túi mà thôi, dân các đàn xã kéo đi đông lắm, chỉ có cách đó thôi, dân đen mình mới sống được. Lão bá, vậy thì mình cùng đi. Đi đâu trên đường tới đó con gặp được em con. Được, dù sao cũng đã cùng đường rồi, ta đi với con. Có điều con là người xứ lạ, trên đường đi loạn lạc khôn lường, ai có hỏi á, con cứ nói con là con của ta. Dạ, con mang ơn lão bá. Ừ, cha con không may mất sớm. Nếu như lão bá không chê thì cho con xin được nhận lão bá làm cha nuôi nha, để sau này tiện bề chăm sóc. Ta thân già cô đơn, đột nhiên bây giờ có một đứa con khôi ngô tuấn tú, lại văn hay chữ tốt như thế này, còn gì tốt hơn nữa chứ. Mình đi thôi cha. Đi. Được. Đi cha. Chú Quân ơi, chú Quân. Thanh kiếm có vẻ vừa tay ta đây, cứ cầm theo, chắc chắn sẽ có lúc hữu dụng. Đại Quân ơi, Đại Quân, Đại Quân ơi. Người phải cố gắng nha chủ soái. Tôi sẽ tìm mọi cách để đưa người về doanh trại. Người phải cố gắng sống để cùng dẫn dắt nghĩa quân. Cố gắng lên chủ soái. Qua đã rồi. Tôi chỉ là người dân bình thường thôi. Sao ngài ấy trúng tên vậy? Không giấu gì hai người, đây là thủ lĩnh của quân khởi nghĩa, bị lính triều đình truy sát, cho nên chủ soái của ta mới bị thương nặng. Coi như kế hoạch bị tan tành. Cho hỏi, kế hoạch của các vị là sao? Kế hoạch của chúng tôi là chiêu mộ dân nổi loạn ở tứ xứ, rồi mới tiến về kinh thành hỏi tội bọn du quan tham tàn. Chuyện là vậy, quân của triều đình là dân được đào tạo bài bản, vũ khí kiếm giáp đầy đủ, nên muốn đánh thắng phải có chiến lược và chiến thuật đàng hoàng. Nếu cứ dậy xông lên, khác nào đâm đầu cho chỗ chết. Ta chỉ là võ tướng bình thường thôi, nếu ngươi có cùng ý chí, hãy cùng ta về doanh trại
giúp ta được không? Tướng quân, để tính sau đi. Trước mắt hãy đưa chủ sói của anh về doanh trại nhanh để chữa trị. Đúng rồi, hai người giúp ta nha. Ta tiến gần về kinh thành, quân đi tới đâu chiêu binh mãi mãi tới đó. Nhưng trước mắt chúng ta hãy tìm một nơi để đóng quân, nhưng điều quan trọng nhất là phải bảo toàn lực lượng tới khi quân ta hùng mạnh. Lúc đó chúng ta sẽ chống trả với quân triều đình. Phải có kế sách rõ ràng như vậy, ta mới mong địch lại quân triều đình chuẩn bị lực lượng. Dạ, tiến lên. Dạ bẩm tướng quân. Nói đi. Hiện có mấy trăm người từ các làng kéo tới xin gia nhập. Tốt lắm, lực lượng của ta đang hùng mạnh. Ta tính như vậy, chủ soái đang bị trọng thương, không biết có bình phục được hay là không. Quân không tướng như rắn mất đầu. Ta thấy vậy, tạm thời ta phong anh bạn này làm chủ soái, dẫn quân về kinh. Các ngươi có đồng ý không? Chủ soái, chủ soái, chủ soái, chủ soái. Đa tạ mọi người đã ủng hộ ta, ta quyết sẽ không phụ lòng mọi người đâu. Hy vọng trong chuyến đi tới kinh thành lần này, ta sẽ tìm được đứa em thất lạc của mình. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ tìm giúp cho ngài. Đó kìa. Quán ơi quán, gì? Con Trần Tinh nó đang nằm im, hình như là nó chết rồi. Nó chết rồi, nó chết rồi. Nó chết rồi. Nhưng mà quan, con chàng Tinh này chết, còn chàng trai này chắc là người giết chàng Tinh. Rồi sau khi con chàng Tinh chết, chàng trai này cũng chết luôn. Vậy cũng tốt. Quan, chàng trai này chết sao tốt? Ta là người phát hiện ra hắn đầu tiên, ta có công đầu. Và ta sẽ đem cái đầu con chàng Tinh này về dâng lên đức vua để mà lãnh thưởng. Ủa quan, Ai lãnh thưởng quan? Ta chứ ai. Ủa sao ngộ vậy? Người giết chết chàng Tinh là chàng trai này, đâu phải là quan đâu. Đáng ra mình làm báo cáo lên triều đình là chính chàng trai này đã giết con chàng Tinh, rồi báo lại cho gia đình của chàng trai.
để họ được nhận thưởng hậu hĩnh. Người đúng là một người tốt. Và người tốt thì không nên sống lâu. Người xuống âm phủ và tìm gia đình hắn. Còn bây giờ ngươi thật tài giỏi, ta không ngờ ngươi mà lại võ nghệ cao cường như vậy. Vậy là đất nước thoát đại nạn rồi. Dạ, tất cả là nhờ hồng đức của hoàng thượng. Ta sẽ làm đúng lời hứa. Truyền, chuẩn bị hôn lễ linh đình để ta gả con gái ta cho ngươi. Dạ, tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng. Bẩm chủ soái, vua hoàng đã khiếp vía trước quy danh của nghĩa quân. Lớp đầu hàng, lớp bỏ chạy toán loạn. Được, được. Nhưng càng tránh khỏi cảnh đầu rơi máu chảy thì càng tốt. Những tên nào mà xin hàng thì tha cho về đoàn tụ với gia đình. Đa tạ chủ soái đã xả thân cùng chúng thần trong cuộc chiến tranh chính nghĩa này. Nay đã giành được đất nước về cho dân nghèo, xin được tôn chủ soái thành hoàng đế. Quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Được, ta cảm ơn các ngươi đã tin tưởng, ta sẽ không phụ lòng các ngươi. Ta không có con trai nói giỏi, nay con ta được người chồng anh dũng, ta mừng lắm. Nếu con chứng tỏ được tài năng đức độ, sau này ta trăm tuổi, ta sẽ nhường ngôi lại cho con, chàng rể của ta. Đa tạ phụ hoàng. Bẩm tấu hoàng thượng, có một chàng trai trẻ tự xưng là người giết chàng Tinh, xin được cầu kiến hoàng thượng. Lão sược, ta là kẻ giết chàng Tinh, kẻ nào dám lộng ngôn. Dạ bẩm, không biết làm thế nào mà lính coi thành lại cho hắn vào tới đây ạ. Cho hắn vào. Dạ. Nếu là kẻ xảo trá dựng chuyện thì chém đầu không tha. Vâng lệnh hoàng thượng. Hạ thần xin bái kiến hoàng thượng. Trẫm miễn lễ. Đa tạ hoàng thượng. Tên kia, ngươi là ai? Kìa, phò mã bình tĩnh đi. Tôi chỉ tới đây để xin lại mũi kiếm gãy rồi đi. Sao ngài lại nổi giận vô cớ như vậy? Mũi kiếm gãy là sao? Bẩm hoàng thượng, hôm đó thần có giao đấu với chàng Tinh, có đâm vào đầu của nó một nhát, làm gãy một đoạn của thanh kiếm. Chỉ cần xẻ đầu của nó ra thì sẽ biết. Nếu đúng vậy thì ai là kẻ giết chàng Tinh? Bẩm hoàng thượng, chính hạ thần đã giết chết chàng Tinh. Tên này xảo ngôn, hãy chém đầu hắn đi. Xin hoàng thượng hãy cho một người vào đây để diện kiến. Cho vào. Dạ. Vào đi. Dạ, kẻ hèn xin tham kiến hoàng thượng. Trẫm miệng lễ. Dạ. Thưa hoàng, chắc hoàng còn nhớ kẻ hèn này chứ? Dạ thưa hoàng thượng, hôm đó con với hoàng vào rừng để tìm chàng Tinh. Đến nơi thì con chàng Tinh đã chết, người này thì nằm xỉu kế bên. Thấy vậy hoàng lớn mới kêu con chặt đầu chàng Tinh về báo cáo láo với hoàng thượng. Nhưng không ngờ hoàng giết con để diệt khẩu. Cũng may là con không chết, nhờ tráng sĩ này đã ra tay cứu giúp. Thưa hoàng thượng, chính chàng trai này đã giết chàng Tinh chứ không phải là quan lớn đâu ạ. Bẩm hoàng thượng, hắn là tên xảo ngôn. Hoàng thượng đừng tin lời hắn, chính hạ thần đã giết chàng Tinh. Hoàng thượng hãy cho chém đầu hai tên gian thần này đi. Dạ bẩm hoàng thượng, lời con nói là sự thật. Nếu hoàng thượng không tin á thì hãy chẻ cái đầu chàng Tinh ra là sẽ biết. Đồ lão toét hỗn xược, ở đây ai cho người là tiên? Bẩm hoàng thượng, hãy chém đầu hắn đi. Im miệng. Sự việc này ta sẽ suy xét tường tận. Ai có công ta sẽ thưởng theo lời đã hứa, ai có tội ta sẽ xử trảm không tha. Lính. Dạ. Chẻ đầu chàng Tinh ra cho ta. Dạ. Khi quân phạm thượng. Xin hoàng thượng khai ân.
Quả nhiên trong đầu chàng tin có lưỡi gươm của chàng trai này, bằng chứng vật chứng đàng hoàng. Ngươi còn nói gì nữa không? Dạ, hạ thần biết tội, xin hoàng thượng khai ân, xin hoàng thượng hãy tha tội cho hạ thần. Hạ thần biết tội. Ngươi cả gan cướp công của người khác, giết người diệt khẩu, lừa dối luôn cả ta, tội ngươi đáng chết. Hoàng thượng, đến đâu? Dạ, giam hắn vào ngục, chờ ngài xử trảm. Dạ, dạ. Hạ thần biết tội rồi, xin hoàng thượng tha tội. Xin hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng, xin hoàng thượng tha tội. Con chàng trai trẻ, ngươi quả là bậc kỳ tài. Ta sẽ gả công chúa đúng như lời đã hứa. Tạ ơn hoàng thượng. Người đâu, chuẩn bị tiệc rượu để ta thiết đãi tân phò mã. Đúng lệnh. Tạ ơn hoàng thượng. Muôn tâu hoàng thượng, có quốc vương nước láng giềng cầu kiến. Được, truyền chỉ phải tiếp đón thật chu đáo để ban giao được tốt đẹp. Dạ, bẩm hoàng thượng, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Truyền lệnh tiếp kiến. Tuân lệnh. Bổn vương nước Lân Bang xin bái kiến hoàng thượng. Thiên đệ huynh, cuối cùng ta cũng gặp được đệ rồi. Gặp lại được huynh, đệ rất mừng. Nhưng có một điều đệ vẫn không hiểu, tại sao huynh đệ chúng ta lại tách ra hai nước như vậy. Và một điều rất đặc biệt, cả hai chúng ta đều làm vua. Vậy mới nói, đúng là trên đời này có nhiều chuyện lạ không thể nói trước được. Chuyện lạ? Con chim khách, nói như vậy á là lời của ông đạo sĩ là sự thật. Hiền đệ, dù sao thì chúng ta cũng gặp lại nhau rồi, ta có một bất ngờ cho đệ. Bất ngờ? Bất ngờ gì vậy? Huynh làm đệ nôn nóng đó. Mời mẫu hậu. Thiện. Mẹ. Chuyện này. Mẹ. Để biết không, từ lúc ta lên làm vua, ta đã đưa mẫu hậu về sống chung với ta để báo hiếu. Nhưng mà mẫu hậu ngày đêm cứ trằn trọc nhớ đệ, ta rất là đau lòng. Nhưng mà hôm nay gia đình chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ. Mẹ vui mừng lắm. Lúc trước mẹ quá mù quáng, xem chút nữa làm hại hai con, làm gia đình mình ly tán rồi. Để biết không, từ lúc mình tên đạo sĩ đó gạt mẹ không thành, hắn ta còn đi lừa gạt rất nhiều người dân khác. Và sau đó những người dân đó tố cáo lên quan, và quan đã trừng trị hắn một cách thích đáng. Nhắc tới chuyện này mẹ thấy hổ thẹn quá. Kìa mẹ, dù mẹ có làm gì đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con mà. Và quan trọng hơn hết là giờ đây cả gia đình chúng ta đã sum họp. Mẹ vui lắm. Mẹ,